xin chào các bạn. Mùa cam đã đến rồi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món kẹo cam cho bé. Bảo đảm bé nhà bạn sẽ rất là mê. Nguyên liệu để làm món kẹo này đương nhiên không thể thiếu cam rồi. Và chúng ta cần phải có gelatin nữa nha. Có lượng mọi thứ mình có để trên video. Tiếp theo chúng ta sẽ cắt cam và vắt lấy nước. Chúng ta nên chọn loại cam vàng này bởi vì nó rất là nhiều nước. Thường thì hai trái chúng ta sẽ vắt ra được khoảng 250ml nước. Tiếp theo chúng ta sẽ cho vào một xíu muối, khoảng 100g đường cát hoặc là đường phèn sợi nhuyễn. Sau đó chúng ta khuấy đều lên. Lấy tiếp chúng ta rót vào ly đông và chúng ta đông khoảng 150ml nước cam. Cho lượng nước cam vừa đông được vào trong tô. Sau đó chúng ta lấy 25g gelatin đã chuẩn bị ban đầu cho vào trong tô và rải nhẹ nhàng cho gelatin thấm từ từ với nước cam. Chúng ta cứ rắc từng lớp gelatin vào trong tô nước cam. Sau khi chúng ta đã rắc hết lượng gelatin đã chuẩn bị rồi mà trên mặt vẫn còn lớp trắng như trong video thì các bạn cứ lấy một xíu xíu nước chấm vào những chỗ trắng của gelatin. Mục đích là làm cho gelatin được tan hết vào trong nước, không để không bị vón cục lại. Sau đó chúng ta sẽ cho gelatin nghỉ ngơi trong 10 phút. Sau 10 phút thì lượng gelatin cũng đã tan hết. Chúng ta bật bếp lên cho nồi nóng, rồi cho hỗn hợp vào trong nồi. Chúng ta khuấy đều cho hỗn hợp, không bị vón cục hay là bị khét. Khi có bọt khí nổi lên thì chúng ta vớt lớp bọt khí bỏ đi để cho hỗn hợp của chúng ta được trong suốt. Chúng ta cứ khuấy hỗn hợp trên bếp trong khoảng 2 phút là được. Chúng ta có thể sử dụng hộp nhựa hoặc là hộp thủy tinh để chứa hỗn hợp. Chúng ta quét một ít dầu vào xung quanh thành hộp rồi đổ hỗn hợp vào. Khi mà đổ hết hỗn hợp có bọt khí nổi lên thì chúng ta dùng muỗng múc bỏ đi những cái bọt khí đó để cho lớp thạch của chúng ta được láng mịn và không bị rỗ. Rồi chúng ta để cho lớp thạch được nghỉ ngơi ở nhiệt độ phòng khoảng 3 đến 4 giờ đồng hồ. Sau 3 tiếng thì lớp thạch của chúng ta cũng đã đông lại rồi vào rất là mịn và rất là đàn hồi. Chúng ta tách thạch ra khỏi hộp, lớp thạch rất là mềm, mịn và dai. Sau đó chúng ta cắt ra thành từng khối tùy thích. Cho 100g tinh bột bắp hoặc là tinh bột năng vào trên chảo, rang trong 10 phút trên lửa nhỏ. Sau khi bột đã nguội, chúng ta cho những viên kẹo đã cắt vào trong tô bột. Chúng ta áo một lớp bột xung quanh những viên kẹo, chúng ta làm lần lượt cho đến hết dĩa kẹo. Rây cho những cái lớp bột thừa còn dính trên kẹo được rớt ra hết. Cho chút xíu dầu vào trong lòng bàn tay, thoa đều lên các mặt kẹo để cho kẹo được bóng và đẹp. Nên lựa những miếng kẹo có bề mặt mịn để không bị đọng bột lại và ăn sẽ không có mùi bột ở trong miệng. Kẹo rất là mềm, mịn, dẻo và rất là đàn hồi. Chuẩn bị hộp thủy tinh để bảo quản kẹo. Chúng ta cho tất cả kẹo vào trong hộp và bảo quản ở trong ngăn mát của tủ lạnh. Ta-da! Đã hoàn thành rồi nè mấy bà ơi. Kẹo rất là mềm, rất là dai. Màu vàng rất là óng ánh. Khi ăn vào thì có vị chua chua, ngọt ngọt, dai dai. Rất là ngon. Mấy bà làm thử cho mấy bé nhà mình dùng đi nha. Rất là dễ, nguyên liệu này thì không khó tìm. Khi nào làm xong mấy bà cho tôi xin một bô ảnh ở dưới phần bình luận của video này nha. Video của tôi đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại mấy bà vào những video sau. Và đặc biệt là nhớ đăng ký kênh của tôi nha mấy bà.